Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi đã nhận được món quà rất là xa xỉ, đó là một ngày nghỉ không phải tập luyện. Vâng, và trong quá trình V-League đang nghỉ rất là dài, kinh tế anh em đang vô cùng khó khăn, nên chúng tôi đã quyết định đưa ra một quyết định là đi sang Trung Quốc đánh một ít đồ lót cũng như các phụ kiện về cho chị em phụ nữ ở quê nhà. Nhưng khi vừa sang đến nơi, chúng tôi đã gặp một sự cố nhỏ nhỏ, đó là bị trục xuất ngay khỏi Trung Quốc và trả về nơi sản xuất, bởi vì một lý do hết sức là hy hữu, bởi vì chúng tôi quá là đẹp trai. Vâng, và vì sự cố này nên hôm nay chúng tôi quyết định đưa ra một cuộc họp rút kinh nghiệm sâu sắc về cái sự đẹp trai này. Và một câu hỏi được đưa ra là đẹp trai lỗi tại ai vẫn chưa có lời giải đáp. Nhân tiện không có việc gì làm, chúng tôi bèn ra sân Trần Phú để xem trận đấu giữa hai câu lạc bộ. Một câu lạc bộ là đội cốt có nghĩa là huấn luyện viên của Than Quảng Ninh, gồm những huấn luyện viên, bác sĩ, lao công, tạp vụ, bảo vệ vân vân, và một đội trẻ là đội U50 của Móng Cái. Các bạn có thể nhận thấy trên sân vận động là rất đẹp, sân vận động mà bất cứ câu lạc bộ nào của V-League cũng hằng phải mong muốn. Trên sân không có một ổ gà, toàn ổ voi với ổ trâu thôi. Khi chúng tôi vừa nói đến đây thì tiền vệ Hoàng Thọ, người đang là đương kim chủ tịch của Hiệp hội Thích Khởi Động Việt Nam, vừa tung ra một pha xử lý hết sức ngẫu hứng. Từ khoảng cách 30m, anh tung ra một cú sút xa, nhưng rất tiếc bóng đi vọt sang ngang, trúng cây xà cừ và chết ngay hai con diều hâu đang đậu ở trên cây để tơ tình. Nói đến đây thôi thì chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định được rằng ở thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh Hoàng Thọ, anh là một trong số ít những tiền đạo có khả năng phòng ngự tốt nhất Việt Nam. Vâng. Và những diễn biến tiếp theo của trận đấu này chúng tôi sẽ gửi tới các bạn ở bản tin tiếp theo. Xin chào.